xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Em là Kha đến từ kênh Cuộc Sống Việt Nam TV. Hôm nay em đã có mặt tại chùa Núi Cậu, tỉnh Bình Dương. Ngày xưa Núi Cậu thuộc địa phận Tây Ninh, chia cách địa giới lại thuộc địa phận tỉnh Bình Dương. Như mọi người biết không, thì trong tâm thức của người dân Bình Dương và đặc biệt là người dân Tây Ninh thì đến chiêm bái chùa Núi Cậu rất là đông. Vì sao mà như vậy thì hôm nay em xin mời mọi người cùng viếng thăm chùa Thái Sơn Núi Cậu. Hiểu về nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là chàng trai Lê Sĩ Triệt. Tên thuộc người dân hay gọi đó là cậu Bảy. Vào khoảng thế kỷ thứ 18, núi Bà Đen lúc bấy giờ có tên gọi là Núi Một, một giọng quan của nhà Nguyễn ẩn tu và là trụ trì tại một ngôi chùa trên lưng chừng núi, tức nhà sư Trí Tân. Trong một chuyến xuống núi qua trại, trên đường trở về, sư Trí Tân gặp cảnh tượng một bé trai sơ sinh còn sống nằm khóc giữa hai tử thi vợ chồng. Nhà sư đem đứa bé lên chùa và đặt tên là Lê Sĩ Triệt. Thấm thoát thời gian trôi, Lê Sĩ Triệt ngày càng lớn nhanh như thổi, tướng mạo cao to khác người thường. Ngày đêm tụng kinh rõ mõm, tập luyện võ thuật, văn hay võ dũng. Nàng Lý Thị Thiên Hương xuất thân từ gốc Bình Định, di dân vào phương Nam. Theo chú khẩn của chú Nguyễn, gia đình bà cùng di dân khai hoang và định cư ở vùng đất hoang hóa, nay được gọi là huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Quan trấn nhiệm đương thời là Hà Đảnh thấy mẹ của Thiên Hương xinh đẹp nên đã sát hại cha của Thiên Hương và bắt bà làm hầu thiếp. Lúc bấy giờ bà đang mang thai và bà cố gắng nhẫn nhịn chờ ngày sinh. Thiên Hương rất là xinh đẹp, được nhiều chàng trai ngỏ lời cầu hôn nhưng nàng đã không đồng ý vì vẫn còn mối thù thâm thù với cha. Trong một lần Thiên Hương đến núi Một để lễ Phật thì có một nhóm băng cướp chặn đường. Lúc bấy giờ thì xuất hiện một tráng sĩ giải vây, đó chính là chàng trai Lê Sĩ Triệt. Và từ đó thì hai người có tình cảm với nhau. Lê Sĩ Triệt sau đó cưới Thiên Hương làm vợ. Thiên Hương mới kể rõ mối thâm thù của mình với cha ghẻ là Hà. Biết được ngọn ngành câu chuyện, chàng trai thay vợ báo thù. Và cũng từ lúc đó mang án sát nhân. Đó đương lúc Nguyễn Ánh tuyển mộ chiêu binh để chống lại sự tấn công của nhà Tây Sơn. Sau đó Lê Sĩ Triệt đã gia nhập binh ngũ để trốn. Sau khi chồng tòng quân thì Thiên Hương bỗng dưng mất tích từ đó. Sư Chí Tân trong một lần thiền định đã được Thiên Hương về báo, cho biết mình đã bị thuộc hạ của cha ghẻ giết hại và vứt xác xuống sườn núi. Nhà sư đã theo chỉ dẫn của Thiên Hương và đã tìm thấy được thi thể của cô. Thiên Hương lúc bấy giờ thân người đã đen sạm và được nhà sư đem về gần chùa để an táng. Sau khi tổng quân, Lê Sĩ Triệt là bộ tướng của tả quân Lê Văn Nguyện, từng đi chinh phục và bảo hộ xứ Chân Lạp. Chàng cũng là một trong những người đầu tiên chinh Bắc phạt Nam. Thời ấy, Lê Sĩ Triệt lập nhiều công trạng, đã trở thành võ quan cận thần của vua Gia Long. Thiên Hương ở nhà ngày nhớ đêm mong. Trong một lần lên núi cúng chùa, thì nàng bị côn đồ dây bắt nhằm hãm giết nàng. Để giữ lòng trinh khiết, nàng đã gieo mình uống dược sâu tự dẫn. Sự truy đuổi gắt gao của quân Tây Sơn, Lê Sĩ Triệt đưa vua Gia Long chạy vào vùng núi Một trốn tránh sự truy lùng của quân Tây Sơn. Khi qua quân đang đói lả dưới một tán cây cổ thụ, Gia Long mệt mỏi ngủ thiếp. Mơ màng thấy một người con gái đèn lúa xuất hiện bảo những quả chín trên cây có thể cứu đói khát cho binh sĩ. Vua tỉnh giấc cho người ăn thử. Quả nhiên, vị chua của quả giúp binh sĩ đỡ khát và vị chát giúp đỡ đói.
vua Gia Long đặt tên cây ấy là Tòng Quân, sau này đổi trại thành Chùm Quân. Khi vua Gia Long vừa rời khỏi, quân Tây Sơn tràn lên núi. Lê Sĩ Triệt lẫn sang núi yên ngựa, tìm đến ngọn núi cao nhất, ẩn thần tu luyện phép thuật, âm thầm tuyển mộ binh lính. Để che giấu tung tích, Lê Sĩ Triệt chỉ xưng là Tổ Bảy. Vì vua Gia Long thống nhất Giang Sơn, để tỏ lòng biết ơn, vua ban sắc chỉ phong cho Lý Thị Thiên Hương chức Linh Sơn Thánh Mẫu, và Lê Sĩ Triệt cũng từ đó đắc đạo thành tiên, cũng mất tích từ đó. Lê Sĩ Triệt thường hay hiển thánh về cứu giúp dân trên vùng núi Tha La này, để tưởng nhớ công đức, dân gọi là núi Cậu. Lễ vía Cậu Bảy nhằm ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về núi Cậu lễ bái. Trong số đó, có hàng trăm pháp sư trong nước lẫn ngoài nước đến xin cầu chứng quả đắc đạo. Rộng chừng hơn 5 hecta với công trình mang đậm nét kiến trúc phương Đông, nằm lọt thỏm giữa màu xanh bạc ngàn núi rừng. Đằng sau cổng tam quan bề thế là ngói xanh giả cổ, là ngôi cửu trùng đại tháp cao 36m có 9 tầng. Xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng. Xây theo phong cách cổ lầu phương Đông. Tại chùa Thái Sơn, mọi người sẽ thấy một ngôi miếu hay được gọi là dinh Cậu, và ở tầng 1 hay tầng 2 đều thờ Cậu luôn nha mọi người. Và Cậu Bảy hay có tên gọi là chàng trai Lê Sĩ Triệt. Và bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng vào điện của Cậu Bảy, nơi mà chắc chắn mọi người sẽ vào khi đến núi Cậu. Đây chính là tượng của Cậu Bảy, một bức tượng có tư thế võ và một bức tượng ngồi rất là uy nghiêm. Mọi người đến đây viếng bái Cậu rất là đông. Như mọi người thấy thì rất nhiều người ở nhiều nơi đến để viếng Cậu cũng như xin lộc của Cậu. Và bên cạnh điện thờ Cậu có thờ Linh Sơn Thánh Mẫu và ông Hổ. Tương truyền rằng khi Cậu Bảy mất thì ông Hổ đã tới và đắp mộ cho Cậu Bảy. Và khi dân làng tới thì thấy ông Hổ nằm bên cạnh với vẻ mặt buồn rầu, nằm canh mộ của Cậu Bảy. Và bây giờ em xin mời mọi người cùng vào phía bên trong chánh điện. Phía bên trong có thờ Ngọc Hoàng, Quan Công và 18 vị La Hán, mỗi người mỗi dáng, mỗi người mỗi kiểu và mỗi tư thế khác nhau. Tượng Phật Thích Ca đúc bằng đồng được thờ giữa ở chánh điện.
là đường đi lên điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu nha mọi người. Điện thờ bà khoảng chừng 20 mét vuông thôi, tuy nhỏ nhưng mà vô cùng ấm áp và vô cùng trang nghiêm nha mọi người. Dấu chân tiên nha mọi người. Đây là đường đi lên dấu chân tiên phía sau dinh cậu nha mọi người. Đây, đây mình đến rồi nha. Đây là dấu chân tiên. Dấu chân tiên này là dấu chân tiên khổng lồ, được in sâu vào tảng đá rắn chắc, nằm rải rác khắp cụm núi Cậu. Điều đặc biệt là dấu chân kỳ lạ này cũng xuất hiện tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Người ta đã phát hiện tổng cộng là 7 dấu chân trên tảng đá tại cụm núi Cậu, trong đó 2 dấu nằm gần xứ Trúc, 2 dấu nằm cạnh núi Cậu và 3 dấu nằm tản mạn quanh sườn núi Ông. Các dấu chân này hầu như có tỷ lệ cân đối, in đầy đủ 5 ngón chân. Dấu chân tiên lớn nhất dài 50cm, rộng 20cm và sâu 3cm. Đây là voi ba đầu được cậu hóa phép ủi cho núi bà ngày càng cao lên. Bà thì lại cho hàng ngàn con gà sang quấy phá núi Cậu. Vì thế rải rác khắp hai địa danh là dấu chân cậu, dấu chân của cậu và cùng những vết hằn ngang dọc như gà bới khắp các tảng đá quanh cụm núi Cậu. Hành trình viếng thăm núi Cậu của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn mọi người đã xem hết video. Mọi người yêu thương cho em xin một like, một chia sẻ để em có động lực làm thêm những chiếc video hay và ý nghĩa hơn nữa ạ. Thank you.